kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và tình hình ngập lụt do nước sông Hồng dâng cao tại quận Hai Bà Trưng sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu địa phương phát huy tinh thần chủ động, huy động tối đa lực lượng 4 tại chỗ. Đối với khu vực ngoài đê sông Hồng thuộc hai phường Thanh Lương và Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, do mực nước đã rút, các đơn vị khẩn trương kiểm tra đánh giá mức độ đảm bảo an toàn về nhà ở và công trình, tổ chức tiêu độc khử trùng, đảm bảo an toàn cung cấp điện, nước sạch và hỗ trợ người dân trở lại nhà, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời đến 20 tháng 9, hoàn thành công tác dọn dẹp và trồng lại cây xanh, cố gắng cứu được 10% số cây gãy đổ. Huyện Chương Mỹ tiếp tục duy trì chế độ trực 24 giờ trên 24 giờ, nhất là tại các điếm canh đê và đoạn đê sung yếu dọc sông Bùi, để kịp thời cập nhật thông tin và xử lý sự cố khi xảy ra. Đồng thời chuẩn bị cấp nước sạch, đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm, đảm bảo an toàn điện cho nhân dân, khu vực ngập lụt và tạm cư.